Ba. Bảo bạn sữa đi. Bạn sữa đọc theo bạn Sóc kìa. Bạn sữa ơi. Kìa, đố bạn sữa cái con gì kia? Con gì ơi? Kìa bạn Sóc đọc đi. Nào bạn Sóc. Kìa bạn Sóc kìa, con gì kìa? Con gì ơi? Nè. Kìa nhìn bạn sữa bảo con gì kìa? Ô bạn Sóc không biết à? Sư tử. Sư tử đúng rồi, bạn sữa lấy con khác đi. Chú làm gì? Đun nước nằm. Ui, có gì lên lên đấy? Bố đang quay này. Bố đang quay à, em sao rồi? Đấy. Cứ lên ngồi đi, bố quay luôn cho. Sao gọi bạn sữa lên đi. Sữa lên đây. Sữa lên đây nhìn đi đây. Sữa lên đây, ôi không ngã ra. Ui, khéo nhá. Nào, cho xoa tay. Xoa tay con nào. Nào lên kìa, sao gọi kìa. Rồi sao gọi chị sữa lên đi. Ở con gì đây? Kìa sữa kìa, lên kìa. Con khỉ đây. Bố giúp đỡ cho. Con khỉ đây. Ôi dạ. Con khỉ đây. Đưa cho chị mượn. Con khỉ. Ok. Con ra chơi cho bạn Sóc xem đi. Con ngã bây giờ. Ra đố mà em Sóc tiếp nào. Em Sóc đâu lên đố cái gì em Sóc kìa. Kìa chạy vào đố em Sóc đi. Ông mẹ vào chơi em Sóc phải ăn. Mẹ đi làm đây buồn quá. Làm luôn một câu vậy chán đời quá. Chán quá mất rồi. Mất về. Thơm bố cái. Bán đồ. Đồ. Thế thì ơi xuống đi. Xuống mà bạn Sóc lấy cho. Xuống ngồi bạn Sóc lấy cho. Ô bạn Sóc xếp giỏi thế. Ui kìa nhiều thế nhỉ. Ở đâu? Đó. Con chuột đưa cho em.